chỉ như con này thôi. Ấy, sao đấy? CDK Deal là trang web chuyên bán cốt bản quyền của rất là nhiều phần mềm làm việc Office, văn phòng Windows cũng như là game với cái giá rất là rẻ, và còn rẻ hơn nữa nếu các bạn áp mã giảm giá PCG30. Để có thể mua được thì các bạn truy nhập vào trang web, tạo một cái tài khoản, sau đó gõ Windows 10, chọn một phần mua, và đó áp cái mã giảm giá là PCG30. Các bạn sẽ được giảm giá 35% trên giá gốc. Và có rất là nhiều hình thức thanh toán, các bạn có thể thanh toán qua PayPal này. Sau khi các bạn thanh toán xong thì bên trong web sẽ gửi cho các bạn một cái code ở trong cái tài khoản của các bạn. Các bạn chỉ việc copy cái code này, paste vào cái Windows 10, kích hoạt là các bạn sẽ có Windows 10 bản quyền như thế này. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về mua hàng online giá rẻ các bạn nhé. Và đây là một em VGA, đấy, ghi ở ngoài là HD 7700, mà không nhớ là gì các bạn ạ, mà cũng không nhớ là mua bao tiền. Nhưng nếu như nó chạy được thì mình sẽ chỉ bán lại cho các bạn về nó chính là 300k các bạn nhé. Các bạn chờ một lát, chúng ta sẽ cùng mở hộp xem sao nhá. Mút này để lại để lót bàn phím các bạn ạ. Nhiều luôn. Đấy. Em Vega chúng ta đây, một con MSI bé bé xinh xinh các bạn nhá. Đấy. Ôi giời. Mặt bên này thì xấu tan lát luôn các bạn này. Dỉ giết cái đầy luôn các bạn này. Ui giời ơi. Cắt tre là. Đấy. Ui giời, đằng sau cũng dỉ hết cả rồi các bạn này. Ốc yếc à. Tết cả ra này. Đấy. Con này mua năm 2020. Tức là con này đã phải qua mấy đời rồi các bạn nhé. Chứ vì ốc yếc lát như này rồi mà có cái teo 2020 như này là không sai sai rồi các bạn ạ. Đấy. Ui. Có một vết gì ở đây này. Đấy. Ui. Có một vết gì lấm ở trên này. Ây chà. Như kiểu bị ẩm ấy các bạn nhá. Ây à. Không còn đẹp rồi các bạn nhá. Đấy. Mình tưởng nó ngon cơ. Bó chặt như thế. Mình tưởng ngon lành cơ. Ô nhưng mà góc này được này các bạn này. Đấy. Góc này bụi biếc còn nguyên này. Đấy. Chứng tỏ là góc này là chưa ai chạm vào nhá. Đây các bạn nhìn này. Đấy chưa. Bẩn nguyên luôn. Đấy. Và con này ghi là 7700 thì chắc là con 7730 các bạn nhé. Cổng kết nối ở trên này này. Nhìn vẫn còn khá là sạch luôn. Đấy. Trông cũng chỗ này công cũng vẫn còn nguyên này. Đấy. Hy vọng là trông con này nó lởm. Xấu xấu kiểu như này nhưng mà nó lại chạy được. Giống mấy con trâu lát ở trước các bạn nhé. Vì nếu mà nó chạy được thì mình sẽ để rẻ cho anh em thôi. Để chống vã trong thời Vega đang đắt các bạn nhé. Rất hy vọng là em nó sẽ chạy được. Thôi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái kia, lắp vào, test thử liệu xem nó có chạy được không các bạn nhé. Các bạn chờ một lát đi. Ok đây các bạn nhé, mình đã chuyển con Vega chúng ta ra đây. Đấy. Nó có vẻ hơi nhỏ con so với cái mình của mình. Giờ chúng ta sẽ thử để xem là nó có lên được không các bạn nhé. 2, 3, chạy rồi đấy. Ủa, không ổn là các bạn ạ, cái quạt nó còn chả thèm quay kìa. Đấy. Chứng tỏ là điện chưa thèm lên Vega luôn. Đấy, như này là không ổn rồi. Ra đi rồi. Chán đời rồi. Nhưng mà thử chờ xem sao các bạn nhá. Úi, bàn phím lên. Không có hình các bạn. Đấy, chà. Quạt chả thèm quay cơ mà. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phương pháp và vệ sinh đi xem sao nhá các bạn nhá. Ok các bạn nhé, chúng ta sẽ vệ sinh nó bằng cái nước thánh này, xem có cơm may nữa không nhá. Đã vệ sinh xong rồi các bạn này. Đấy. Trông nó cũng khá là mướt đấy, hy vọng là nó sẽ chạy được các bạn nhé. Ok đây các bạn nhé, mình đã vệ sinh rất là kỹ con này rồi đấy, và bạn ấy cũng đóng gói kỹ cơ. Nó chảnh nhẽ lại ra ăn mình thì nó lại chết à. Hay tại mình để lâu quá nhỉ. Chúng ta sẽ bật thử nhá. 2 3. Ui, chạy qua rồi. Có cơ hội các bạn nhá. Lên không? Chưa thấy gì các bạn ạ. Nhưng mà chạy qua rồi. Có tín hiệu khả quan hơn tí rồi. Chưa thấy gì các bạn. Bàn phím vẫn tối đen này. Lên, bàn phím lên. Hình đâu? Ui, có hình. Chưa. Có tín hiệu nhưng mà chưa thấy hình các bạn ạ. Có tín hiệu rồi đấy. Cái đèn này này, cái đèn màn hình này nó đứng lại rồi này, nó không nháy nữa này. Đấy. Nhưng mà vẫn chưa thấy hình đâu các bạn này.
tắp lắp vẫn được rồi và nó có tín hiệu đấy các bạn nhá. Nhưng mà nó chưa xuất được lên hình thôi. Không hiểu tại sao, chúng ta sẽ khởi động lại nhá. Mình đang khởi động lại đấy. Hy vọng là nó sẽ lên được các bạn nhá. Đấy, quay quạt quay tít rồi. Lên không? Lên được thì ngon đấy các bạn nhá. Bật phim lên. Hình đâu? Hình đâu? Đấy, DVI, lên. Lên. Ôi giời ơi. Ôi buồn chứ các bạn ạ. Có lên đấy, nhưng mà hình này, ui giời ơi, hình này có gì đâu. À vẫn chạy là. Chuột vẫn chạy lại. Đấy, các bạn nhìn chưa? Chuột vẫn chạy nhá. Có thể là cái phần tiếp xúc nó có vấn đề. Chúng ta sẽ thử chuyển sang cổng HDMI xem sao các bạn nhá. Các bạn chờ một lát đi. Ok, đây các bạn nhá. Mình đã chuyển nó lên HDMI rồi này, không cắm DVI nữa rồi các bạn nhá. Hy vọng là nó sẽ chạy được. Đấy, vừa nãy là nó còn không quay quạt nhưng bây giờ nó có một tí tín hiệu rồi. Chúng ta sẽ thử lại nhá. 2 3 chạy rồi. Bàn phím thì sẽ lên thôi, chủ yếu là có hình hay không ấy các bạn. Chưa thấy gì các bạn. Vẫn tối đen. Chắc sắp lên. Bàn phím lên. Đứng hình rồi. Lên. HDMI kìa. Vẫn chưa thấy đâu các bạn ạ. Ôi trời ơi. Vẫn tối đen này, không xuất được hình các bạn ạ. Ai chà. Nó có tín hiệu ấy nhá các bạn nhá, nhưng nó không đủ để lên hình hay sao các bạn. Thôi bây giờ như này nhá. Để mình cắm nó qua cái cạc on này. Để xem là con này nó có thể chạy qua cái cạc on có tín hiệu hay không nhá. Các bạn chờ một lát nhá. Tình hình là không ok rồi các bạn ạ. Lên đến cái màn khởi động vào win này, tức là cái lúc mà nó nhận driver này thì nó treo luôn các bạn nhá. Để mình cắm một cứng này và xuất hình qua cái cổng Vega on này là nó treo luôn. Thì chứng tỏ là con này dính GPU hoặc là tính VRAM để nó không nhận được driver. Nếu nó nhận được driver nó sẽ qua được cái màn này là nó vào win. Thì lúc đấy là chúng ta sẽ có thể tận dụng con Vega này để chạy qua cái cặp màn hình on của máy các bạn nhé. Nhưng mà nó lại không được rồi. Nó đến đây nó treo rồi các bạn ạ. Đèn quá nhỉ. Như này thì anh em ấy không có gì các bạn ạ. Đấy. Thế mới khổ chứ. Bây giờ mình sẽ kiếm một con khác. Ấn vào đây. Nếu nó chạy được thì mình sẽ bán với cho các bạn với cái giá cực rẻ để dù sao anh em vẫn có hàng chống cháy các bạn nhé. Các bạn chờ một lát đi. Ok các bạn nhé, mình còn một con nữa này, cũng của MSI luôn này các bạn. Nhưng mà con này nó là bo luôn này. Đấy. Nếu mà bây giờ mình thay con này vào, con này bị chững mất một chân này. Đấy. Cái này là chững từ hãng các bạn nhé, không phải nó bị lỗi đâu. Đấy. Bây giờ mình sẽ thay con này vào. Nếu nó lên được thì mình sẽ bán lại cho anh em với cái giá cực rẻ. Nhưng mà mình chưa biết con này nó là gì đâu, vì nó không có tên này. Đấy. Chủ yếu là lên được đã, nhưng mà mình hứa với các bạn là mình sẽ bán với giá cực rẻ. Chúng ta sẽ thử nha. Ok, đây các bạn nhé. Mình đã cắm nó vào bên rồi này. Đấy, trông nó bé tí, nó thỏm này. Hy vọng là nó sẽ chạy được để anh em có con Vega nha. 2, 3. Chạy rồi đấy. Liệu có lên không? Quay rất tít luôn các bạn. Chưa thấy gì các bạn nhé. Bàn phím lên. Vẫn không có hình các bạn. Không thấy hình đâu cả, nó vẫn nháy nháy này. Mặc dù bàn phím lên này, bàn phím bấm được các lóc này. Đấy. Nó ngắt rồi này. Nhưng mà nó lên rồi các bạn nhé. Đấy, nó lên lại này. Đấy. Như này là nó vào win đấy. Nhưng mà nó chưa. Quên. Cái này là vừa nãy mình set nó mặc định qua cái cổng này này. Đấy, nên là có thể nó chưa xuất qua đây. Đấy, lên các bạn nha. Đấy. Vừa nãy là mình set nó qua cái cổng này này, nên là nó không chạy qua đây. Đấy, đã ngon. Yeah. Chúng ta sẽ xem con này là con gì các bạn nha. Chúng ta có con i3-8100 này. Main này. Đó, graphic là 2-3. Ui. Cũng HD 7700 kìa các bạn kìa. Nhưng mà RAM có 1GB thôi các bạn ạ. Ôi giời. Có vẻ yếu hơn so với con này. Nhưng mà mình chả biết con này là mấy GB. Cái con này mà 2GB thì ngon chứ 1GB thì chỉ như con này thôi. Ấy. Sao đấy? À không. Bây giờ nó mới nhận được driver các bạn nhá. Lại tưởng nó đi rồi. Ok các bạn nhá.
Giờ chúng ta sẽ test thử game xem sao. Chúng ta đang đến với Tomb Raider các bạn nha. Trên con 7730. Một ghi. Chắc thế. Mình đoán nó là 7730 các bạn nha. Trời. Xem ra thì FPS nó hơi thấp một tí. Nhưng mà vẫn đủ để chạy những cái game nặng như này là. Là anh em yên tâm là LOL với cả FIFA với cả PUBG Mobile là ngon anh em nhé. Với cả Valorant thì chắc là vẫn chạy ngon các bạn. Đấy. Hoạt động 99% luôn. Nhiệt độ thì cực mát, bốn mấy độ thôi. Chống mù và chống vã rất hiệu quả con này luôn. RAM xung RAM thì đang là 800 MB kìa. Chạy khá là mượt đấy các bạn nhé. Trông nó hơi cùi cùi tí thôi nhưng mà như này là được các bạn ạ. Bởi vì mình đang để độ phân giải là Full HD ấy, để mình hạ thấp xuống xem sao nha. Đấy, hạ thấp độ phân giải cái là FPS vọt luôn. Đấy là độ phân giải này là với những cái con màn 19, 20 inch là anh em sử dụng một cách ngon lành à. Đấy, FPS cao chưa? Đấy, 40 luôn các bạn nha. Đấy, quá là mượt. Hôm nay thì cũng hơi rét nên là nhiệt độ này thì nó cũng chưa chính xác đâu. Thế nhưng mà kể cả con nóng thì chắc là con này cũng lên đến 60 độ là hết thôi. Chạy là quá ok rồi, chống mù là ngon đấy các bạn nha. May thì một con chết thì kiếm được một con khác nó cũng ok cho anh em. Đấy, đen chết mất con này. Đấy, nhưng mà con này thì nó lại chạy được. Và con này mình sẽ để với anh em giá cực kỳ ngon luôn các bạn nhá. 200k cho em này. Đấy. Vì giá nó rất là rẻ và mình chỉ có một con thôi. Nên là các bạn hãy comment 3 số mà các bạn thích nhất vào dưới video clip này. Mình sẽ quay random sau đây 3 ngày. Bạn nào trùng thì các bạn sẽ sang tech của nó về các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.